Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn ở trong cái video mới nhất trên kênh Núi Đồi Lục Ngạn. Các bạn ạ, ở dưới mình thì những đồi vải thì đã lên lọc rất là đẹp rồi. Còn ở phía trên này thì trên Tân Sơn các bạn nhé, đang ở phía ngoài kia là phố chợ các bạn. Đấy, vịnh vào phía trong này thì vẫn thuộc gọi là khu phố chợ, nhưng mà giáp với cả khu bên này làng hóa rồi khu Nà Duông ra đấy. Bà con anh chị em thì một ngày bẻ vải rất là nhiều đây. Và mình thấy một cái vườn vải đang đỏ ở phía trên này, và mình đã vào đây và quay luôn từ cổng luôn này. Và gia đình nhà em vẫn đang gọi là thu hoạch đây đó. Xin chào cả nhà nhá, chào em nhá. Dạ vâng. Đây, sáng làm mấy chuyến rồi em? Sáng chuyến này chuyến thứ ba. Chuyến thứ ba rồi à? Ôi giời, tuyệt vời quá. Thế là mình còn nhiều không em? Nhà em cũng còn tầm mấy tấn nữa. À, mấy tấn nữa à? Rồi, nhà em được bán được bao tấn rồi? Nhà em chắc được tầm 5-6 tấn rồi này. À, 5-6 tấn rồi à? Nhà em đây là gia đình nhà em gì nhỉ? Dạ, nhà Huyền Đường ạ. Nhà Huyền Đường đúng không? Dạ. Nhà em Huyền Đường. Đấy, bây giờ đang làm chuyến thứ ba. Ở trên vườn chắc vẫn đang thu hoạch phải không? Vâng, đang bẻ. À, đang bẻ trên đấy à? Vâng. Rồi. Anh có thể lên đấy. Rồi, rất có thể thì bây giờ mời các bạn sẽ nhá. Đây là đang bán này, bán chuyến thứ ba rồi nhé. Giờ mình mời các bạn sẽ lên trên đồi luôn để xem là vải trên đồi còn nhiều không, và công tác mua bán vải thì công tác bẻ vải thế nào nhá. Đó. Rồi, bây giờ mình mời các bạn nhé, sẽ lên đồi luôn nhé. Đây các bạn ơi, wow, nhưng phía trước các bạn nhìn thấy gì không? Có một em pet em đứng giữa to tướng luôn, em đang chờ phía trên, không biết là mình đi đường nào đây. Đó, và cây vải ngay trên đầu mình vẫn còn đỏ ối luôn này các bạn ơi. Đẹp quá. Đấy. Nào, khả năng là mình phải đi đường vòng rồi các bạn ạ. Đường vòng nhé, đi đường vòng ra nhé, cho nó yên tâm nhé. À, phía dưới bà con đi đổ máy bán vải còn rất là rực rỡ luôn, đang về nhiều. Đấy, đã đi qua được chướng ngại vật rồi các bạn nhé. Đấy, em cún em to quá, em đứng cái gốc vải, mình phải đi đường vòng đây. À, nhà mình là bẻ, tuần này là còn bẻ nữa không cô? Còn đang bẻ chứ. À, vẫn đang bẻ à cô? À, giờ đang thu hoạch phía bên này các bạn nhé. À, phía bên này thì vẫn đang đỏ luôn này các bạn này. Ở dưới kia chắc cũng còn nhiều cô nhỉ? Bên đây còn mấy cây đây. À, còn khu bên này à cô? À, dạ vâng. Đấy, quả này còn đỏ hết luôn. Rồi, giờ mình mời các bạn sẽ cùng sang phía bên gia đình nhà em Huyền Đường để thu hoạch tiếp nhé. Em là Huyền à? Dạ không ạ. À. Em là con của mẹ Huyền. À, con của mẹ Huyền à? Vâng. À, thế à? Thế mẹ em đây à? Hay là đâu? Không, mẹ em đi bán vải. À, rồi. Mẹ em đi bán vải à? Vâng. À, thế nhà em có phải thuê công nhân anh em làm không? Mẹ em có. À, thế à? Một phần là thuê, một phần là nhờ anh em giúp đỡ nữa. À, tức là anh em mà làm xong rồi thì có thể giúp đỡ gia đình mình đúng không? Vâng. À rồi. Đó. Thế còn kia là anh trai em à? Không, đấy là chồng em. À, chồng em à? Vâng. À, thế à? Mèo đen là chồng em, à. Đây là bà ngoại. À, đây là bà ngoại à? Vâng. Mẹ em đúng không? Đấy. Đấy, đây là bà ngoại của... chồng em tên là gì? Tuấn Anh. À, Tuấn Anh nhỉ? À đấy. Bà ngoại trẻ quá. Bà có tuổi rồi. Bà sinh năm bao nhiêu? Bà bao tuổi? Năm nay 65 tuổi. À, 65 tuổi à. Nhưng vẫn làm khỏe lắm. Vẫn hộ con cháu. Vâng. À, phía bên này còn đỏ hơn các bạn. À, vườn này rất là rộng nhé. Nhà em là một quả đồi này luôn à? Vâng. Đấy, một quả đồi này luôn đấy các bạn. Đấy, phía bên anh em vẫn đang phía bẻ phía dưới đây. À, chào các cô, các chị nhá. Vâng, con chào bà. Đây là bà nội chứ. À, bà nội nhỉ. Đây bà nội, còn đây là bà ngoại. À. Đây, các bà đều hộ con cháu để vụ mùa đây. À. Để vụ mùa nên là tất cả huy động hết. Vật lá hộ con cháu này. Những đồi vải ở phía bên kia cũng còn rất nhiều vải nhé. À, cái cầu này là đã thông đường chưa ở... À vâng, xong rồi ạ. À, được đi ra sang cái trường cấp 3 nhỉ bà nhỉ? À vâng, đấy, rất là tiện luôn. Vâng. Thế nhà mình cái này có dậy sớm làm không ở bà? 2 giờ. À, cũng dậy làm từ 2 giờ bà? 2 giờ, và bây giờ là mấy giờ nhỉ? Bây giờ là 8 giờ. 8 rưỡi rồi bạn. 8 rưỡi rồi các bạn nhé. Bé có lên bẻ vải không? Đấy, huy động từ cụ này đến chắt đến cũng lên vườn hết luôn, mùa vụ mà.
Đấy, chắt rồi. Đấy, chắt nội, chắt ngoại gọn đây cả. Và đây, chủ vườn đây, em Tuấn Anh nhỉ? Vâng. À, thế là nhà em có bao nhiêu cây em? Em chắc em không biết được. À thế à? Nhưng mà bán giờ được bao tấn rồi? Em được tầm 3 tấn. À thế à? Thế cũng mới bán thôi à? Em mới. À, đây các bạn này, đây. Quả nó mới chín đến đấy, nó đỏ tươi luôn này. Đó. Nhưng anh thấy cái đồi này của nhà em với phía hết cả cái đồi này rất là rộng mà nhỉ? Thế còn phải vài tấn nữa đúng không? Còn khu này thôi anh ạ. À thế à? Vâng. Nhà chị Huyền này sẽ tăng cường bẻ một ngày khoảng 3-4 chuyến đấy. Đã bán được chuyến này chuyến thứ 3 và vẫn đang bẻ tiếp thì... Vì là... Gọi là cũng phải tăng cường hết, hay là có nhiều nhà thì cũng đã chuẩn bị bẻ xong rồi thì hỗ trợ được nữa các bạn. Bà nội, bà ngoại nữa, cụ nội, cụ ngoại nữa. Đều hỗ trợ hết đấy các bạn. À, giờ sang mời các bạn sang cùng gia đình nhà chị Huyền sẽ bẻ bên này nhé. Đội quân nhà mình làm này là cũng lực lượng nó cũng mạnh đấy nhỉ? À, Tuấn Anh nhỉ? Làm từ 2 giờ sáng luôn à? Vâng. Chuyến này là chuyến thứ 3 đấy. Thì đương nhiên là loanh quanh cũng phải được một tấn, gần một tấn buổi sáng nay đấy nhỉ? Chắc tầm đấy. Ừ, được gần tấn. Em bán ở phía ngoài phố chợ hay là vào trong ngầm kia? Em bán ngoài này. À thế à? Vâng. À, bán 2 chuyến rồi được bao nhiêu? 18. À thế à? Được 18k. Đó. Ừ, cái đồi ngô bên này các bạn này. Ở phía bên đồi vải nhà em Tuấn Anh đấy nhá thì đã rộng rồi, nhưng bên kia đồi ngô. Bên kia người ta có trồng vải không em? Đang lên làm thuê nhá. Thì có vải ở bên dưới. Ờ. Ngô đấy bạt ngàn mênh mông rồi. Đó. Nhà em có vải Thanh Hà không? Nhà em có bán hết rồi. À ừ. Ờ, Thanh Hà ở phía dưới đây nhỉ. Đây, những cây Thanh Hà phía dưới này đã lên một lớp lọc các bạn này. Đấy, đây, phía dưới này ra lớp lọc này. Đấy, giống như ở dưới mình luôn đấy. Bẻ cái chuyến này là gần được ấy chị nhỉ? Gần được. Vâng. Chuyến này là chuyến gọi là chuyến cuối cùng của buổi sáng nay đấy. Và đấy, được khoảng tầm hơn 2 tạ một chuyến. Và chị chở mà. À chị chở. Chị chở là bình thường cả sáng cả 3 chuyến luôn á. Ừ. Ôi thế siêu thế. Xuống ngay cổng này bán đi anh ạ. Vải cực sạch luôn đấy nhỉ. Vải sạch của đồi Tân Sơn này. Cái này chắc là chị cách ly cách đây phải hàng tháng trời rồi nhỉ? Tháng rồi đấy. Hơn tháng trời chưa phun đây. Hơn rồi. Và đấy, bình thường mà thuốc hóa học thì chỉ khoảng tầm hơn 10 ngày thôi các bạn nhé. Trên dưới 10 ngày là an toàn rồi, nhưng mà đây vải hàng tháng chưa phun đấy. Nên là cực sạch luôn. Sạch. Cái này dự kiến khoảng tầm vài ba buổi nữa nhỉ em nhỉ? Tăng tốc như này thì khoảng tầm 3 buổi sáng nữa nhỉ? À nhà em là một nửa cái đồi này phải không? Vâng, một nửa. Một nửa, còn ở bên kia cây nhỏ nhỏ là của người ta đúng không? Vâng. Ừ, nhìn thấy cây khác ngay luôn. Vâng này em mới bán. Ừ, cái chỗ này chắc là mới bán thôi. Em còn vườn ở đâu nữa không? Em có. À đây. Được bạn. Ừ. Đi về. Cái này em thu xong rồi không phải tỉa nữa, lấy kéo đã cắt xong hết rồi nhỉ. Không mất công tỉa nữa. Không phải tỉa qua nhé. Ừ, gọi là bấm qua một chút thôi. Còn lọc lá cơ bản là ổn hết rồi. Cái lượng vải đến thời điểm này như thế này nó gọi là mới chín đến thôi các bạn nhé. Đấy, mới chín đến thì thành ra là
Nếu mà bình thường để mà bán giải rác thì có lẽ khoảng tuần nữa vẫn ok em nhỉ. Đây mới bắt đầu chín thôi. Còn có một số quả chấm này có lẽ là do mình không xử lý thì nó bị bệnh nhỉ. Nắng quá. Nắng quá. Còn không bây giờ gần như là mới phấn đến đấy các bạn. Mới phấn đến là mới gọi là mới chín đến thôi. Hương thơm ngào ngạt luôn các bạn. Bây giờ mời các bạn thử một quả trên đồi vải nhé. Đây, đồi. Đó. Ở trên này hỏi các anh chị em thì còn rất nhiều nhà khoảng tầm 4-5 tấn hoặc là gần chục tấn thì còn rất là nhiều các bạn. Đó, nhiều lắm. Mời các bạn ạ. Quá là ngon luôn. Mình lên phía đỉnh đồi các bạn nhé. Ngắm những cái đồi ngô mướt mát luôn này. Đẹp quá. Toàn bộ là ngô hết. Và trên này là đồi vải. Thì cái lớp này đã thu trước thì đã ra lọc rồi này. Đây còn một cây ở đây nữa này. Trên đỉnh đồi luôn. Cây này thì cảm giác cũng chín hơn, tương đối ác rồi. Ở phía trong này thì không chỉ những một đồi ngô đâu các bạn nhé. Còn tít tít vào phía trong này thì toàn bộ là đồi ngô hết. Cũng gọi bên dưới là vải, còn trên đỉnh là ngô. Lượng vải thì chắc chắn là còn rất nhiều luôn. Mình còn nhìn thấy, quan sát còn thấy đỏ luôn các bạn. Đỏ đồi luôn đấy. Đó. Đây, còn gia đình nhà chị Huyền Đường thì vẫn đang thu hoạch ở phía dưới đây. Nào bây giờ mình mời các bạn cùng xuống tiếp tục ăn vải và cùng ngắm vải nhé. Và cùng tâm sự với cả các anh chị chủ vườn luôn. Bây giờ cả đại gia đình đang gọi tăng tốc để bán chín cuối. Bây giờ cũng gọi là gần 9 giờ rồi. Vải đồi vừa sạch vừa ngọt. Hay là vừa chín đến rất là thơm ngon. Và để tính ra quân nhà mình 2, 4, 6, 8 gọi hơn chục. Được tăng cường thế này thì sẽ làm rất là nhanh nha. Vào ngày mùa mà, nên là ai cũng có việc hết đấy. Bé thì làm việc nhỏ, bé nhỏ to thì làm việc to, mà các cụ già có sức thì vẫn cút la vải bình thường các bạn nhé. Wow, vải ngon quá nhỉ. Ừ. Thời tiết mấy hôm, cảm giác như hôm nay còn dễ chịu hơn so với hôm qua nhỉ chị nhỉ. Hôm qua tầm này thì đã rất là nắng, thì hôm nay thì râm râm mát hơn. Và làm này là hôm nay thì lại mát hơn. Hai nó lên đỉnh đồi thì cảm giác rất là thích luôn các bạn ạ. Và nhiều các bác anh chị cứ thắc mắc là tại sao vải ở dưới lên lọc hết rồi, ra một lớp lọc già rồi mà ở trên này mới chín đến. Và thực tế là trên này là khí hậu nó cũng mát mẻ hơn. Hoa cũng ra muộn hơn, nên chín muộn hơn ấy. Cái vải này thì là mới chín đến thôi đấy. Và nơi khác là hết rồi. Vâng, ở dưới là hết rồi chị ạ. Tính như thế bình quân nhà Tuấn Anh bán thì sẽ phải được khoảng xít xít 20k nhỉ? Có chuyến nào bán được trên 20 không em? Không anh ạ. À thế à? Năm nay quả bé. Ờ.
Ở phía trong kia anh thấy người ta mua đỉnh nhất 25, 26 mà. Ở chỗ ngầm, chỗ làng hóa ra ấy. Ừ. Cái vì năm nay lượng của mưa ở trên đồi nó không được thuận nhỉ. Ở đây mình có nước tưới không? Có. À đây à. Nói chung là vẫn không bằng mưa nhỉ. Không bằng các cụ như mình nói là 100 gánh phân thì không bằng 1 cân nước trời đấy. Cứ phải có mưa thì cây cối nó tốt tươi được. Còn nếu tưới được thì cũng chỉ là để cho chống, gọi là chống hạn thôi. Còn để quả nó đẹp thì mưa tự nhiên nó rất tốt luôn các bạn. Ăn quả năm nay như thế này thì cũng gọi là chưa được to nhỉ. Ừ. Mã thì đẹp, mã thì sáng lắm. Được cái là ở trên vườn nhưng mà rất là phẳng và du được xe rùa về nhỉ. Để từ trên đỉnh đồi luôn. Để, xong rồi sẽ xếp về các bạn nhé. Một xe này em xếp như này được khá nhiều ấy nhỉ? Được chục túm không? Hơn nhỉ? Ừ. Đấy, đỡ mất, bởi vì công sách xuống thì sẽ vất vả hơn mà không được nhiều bằng ấy. Chất vào xong có cái dây chun nhỉ, chằng lên nữa, thế là chắc chắn du thoải mái luôn. So với cả cái giá vải mỗi năm thì cuối vụ ở khu vực Tân Hoa, à, Tân Sơn với làng Hóa này bao giờ, với cả khu trong trong này bao giờ giá cũng cao, nhưng năm nay thì cái giá nó vẫn cứ giữ mức gọi là ổn định hay không? Hôm nay đấy thì để đi nhà cho của nhà để được một tạ rồi. Hôm nay đông người bé này không ạ? Lên thì bày gì đó? Vâng. Bày đáng nhỉ? Bày con ngồi con tức lá hộ đi nhà anh Vũ xem ghe không đấy. Bình thường như mọi năm, như năm ngoái năm kia cuối năm đặc biệt 2019 là bán đây thì được giá cao lắm nhỉ, cuối vụ. Cuối vụ được 70.000 một cân. 70.000 một cân phải không chị? Em nhớ năm trước đấy có một cái anh bán 80.000 một cân được soạt 20 triệu. Ừ. Chị bán được 70.000 à? À, mót vườn còn bán được 70.000. Có năm nay thì nó trứng nhỉ chị nhỉ? Năm nay cái giá thì nó không cao lên. Cái này nhà chị năm nay quả nhỏ lắm. Vâng. Năm nay không vào được hàng tàu. Năm nay không vào được hàng tàu. Quả nó chưa đạt yêu cầu hàng tàu. Mã thì công nhận tươi chị nhỉ? Năm nay thì để cái lớp lộc 2 này quả nó đấy. Vâng. Nó hơi nhỏ. Lớp lộc 2 hơi quả hơi nhỏ chị. Lộc 3 thì nó mới to. Vâng. Với lại năm nay em thấy cũng ở trên mình này thì cái lượng ở trên đồi ấy, lượng quả nhỏ nó nhiều chị ạ. Năm nay nó ảnh hưởng với thời tiết đó. Và năm nay thời tiết nó khô hạn, nó nắng nhiều. Hạn quá. Quả nó không lớn được ấy. Vườn nào mà tưới được đều ấy, được nhiều ấy thì nó vẫn to. Và cứ quả chấm là nó vặt ra. Ở hàng đấy thì người ta sẽ soi kỹ chị ạ. Vào hàng Trung Quốc thì người ta sẽ soi rất là kỹ luôn đấy. Là những cái gọi là những bó vải cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay nhé. Tầm này là chuẩn bị nghỉ thôi chị nhà, cũng được một chuyến rồi. Đây được một chuyến rồi. Và bình thường mà trời nắng là tầm 9 giờ là rất là nắng to rồi, nhưng hôm nay nó cũng dễ chịu hơn. Chưa ăn sáng. Chưa. thức dậy thức làm từ 2 giờ sáng. Bây giờ là 9 giờ sáng rồi. Để tính ra là làm được khoảng tầm mấy nhỉ? Được 8 tiếng rồi chị ạ. Làm 8 tiếng rồi đấy. Bình thường ngày làm 8 tiếng là tầm này là nghỉ rồi, nhưng mà giờ mới gọi vẫn là đang buổi sáng. Mùa vải thì bao giờ cũng phải tranh thủ như vậy các bạn. Tranh thủ và làm gần như kiểu đến tụt huyết áp thì hết buổi sáng thì sẽ nghỉ.
Sau giờ thì loanh quanh về thì sẽ bán đấy. Bán chuyến cuối của gia đình nhà chị Huyền thì sẽ lại chờ hẹn buổi sáng ngày mai thôi. Sáng ngày mai là phải tăng tốc cái chị ạ. Nắng lên là vừa xong gì ạ. Đấy, cũng gọi là 1-2 buổi là kết thúc vụ đấy. Ở trong này thì còn nhiều nhà nhiều lắm chị nhỉ? Ừ, trời trong vâng. Vâng, có nhà cũng còn vài tấn nữa. Mà bán cũng được hàng chục tấn rồi. À, còn bây giờ thì mình sẽ về cùng các em Tuấn Anh sẽ chặt cuống ở sân nhé. Và sau đó là sẽ xếp sọt và bán kết thúc buổi sáng ngày hôm nay thôi. Cũng phải nói một điều là vụ vải nên ai cũng khỏe như bà nhỉ. Đấy, làm có thể thức đêm thức hôm làm ngày mà thời tiết nó nóng nực rất là mệt đấy, nhưng mà ai cũng khỏe, rất là phấn khởi. Và đấy, các bà cụ hết là lên hộ con cháu hết đấy, gọi là huy động tất cả tổng lực ấy, cho vụ vải đấy. Ở ngoài giờ lại lo tắc đường á chị. Tầm này là vải có khi ra lại đông ấy chị nhỉ? Không có vải. Không có vải á? À vâng. Xe cóc. Xe công, xe ô tô to người ta quay đầu để đi. Một xe vải luôn. Một xe rùa vải luôn. Em đi chuyến này về đó, các chị còn lại chuyến cuối là sách là ok rồi. Mình cùng đấy, các bạn thấy đi xe rùa trên thẳng rãnh này về luôn nhé, rất là tiện luôn. Còn cái chỗ dưới này thì chắc có lẽ là mai sẽ thu hoạch các bạn. Đó, đây. Vải có thể ăn ok ngay luôn rồi các bạn. Đây mời các bạn. Quá là tuyệt vời luôn, ngọt thơm lắm các bạn, cực kỳ ok. Đó, xin mời các bạn. Cây rất là to nhé, quả kỳ sai luôn. À, đến đây là phải xách xuống sân rồi, không đi được xuống tận nơi vì có bậc ấy. Mình chỉ xách để giúp em 2 túi nhé. Đó, đây. Xuống vườn nào. À, xuống sân để chặt để ra chợ nhé. Đó, rất là ok luôn. Về dưới sân rồi thì lấy cái cắt cuống ấy. Anh em hay trêu là cẩu đầu chảm ấy. Cắt rất là nhanh luôn, rất là tiện. Trước đây lấy dao chặt xáy nách, xáy tay luôn.
nhưng giờ thì cắt rất là tiện và nhanh nha các bạn nhé, và an toàn nhé, không dễ không bị đứt tay. Đấy các bạn thấy không, chị đi bán còn có một cái một bao ở phía trước, các bạn biết bao gì không? Đó các bạn biết đây, cây cây đấy, để cho cân xe cho nó đỡ bênh 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 đuôi ấy, cho nó ghim đầu xuống ấy. Đây là bao bao sỏi, em tưởng là hôm ấy thì mình cho một cái bao vải lên đấy. À, không đủ chuyến à? Đấy, bình thường là còn cho một cái bao phía trước này, hai bao hai bên nhỉ, nếu mà thồ mà nặng ấy. Còn nếu không thì chơi một bao cát luôn, để cho nó giữ xe các bạn ạ. Giữ cho nó xe, cho nó đầm xe, không bị bốc đầu, không bị bênh đầu ấy. Đấy, được cái thì các chị ở đây bán cũng rất là tiện nhé. Một là vào phía trong ngã ba Làng Hóa, hai là ra phố chợ Tân Sơn. Cũng chỉ ra mấy trăm mét thôi là đến phố chợ rồi. Cái quan trọng là mình thích bán ở đâu thôi. Thế là nhà chị bán là tính liền liền là được khoảng bao nhiêu ngày rồi? À vâng. Còn Thanh Hà là còn phải bán trước nữa chứ chị nhỉ? Thanh Hà bán trước. Vâng. Chị ở trong kia có một vườn ở trong kia, chị nó ra nộp ba chị phải bán trước. À vâng. Sợ nó nứt. Vâng. Thế gọi là cũng bán cũng vậy tầm tã rồi đấy. Bán nếu tính ra là cũng phải tháng rồi đấy chị nhỉ? Ừ. Vâng. Đến mùng 1 này là được tháng rồi. Mùng 1 à, thế hôm nay đã là 27 rồi. Đấy gọi là cũng tròn tháng đấy các bạn ạ. Thu hoạch vải, thức đêm thức hôm rồi thì nắng nôi làm lụng một tháng trời. Các bạn thấy có khỏe không? Ai cũng khỏe, ai cũng phải cố gắng cả. Cái mùa vải quê mình là thế đấy. Trước khi đem ra chợ bán thì còn phải lọc lại nhé, chọn lại những quả nào nó không đạt yêu cầu ấy, nó chấm thối hoặc là nó hỏng ấy thì sẽ để lại bỏ lại luôn. Vì mang ra thì cũng bị thô nặng rồi, trừ thêm cả cân nữa. Vậy thì hôm nay gửi đến các bạn cái chị cái không khí gọi là thu hoạch vải vùng cao nhé. Giờ mình đã chia sẻ trong rất nhiều video rồi và các anh chị cũng comment rất là nhiều là ở dưới mình thì lọc vải lên được một lớp gọi là xanh rồi, xanh đồi rồi, không còn ai còn đấy. Nhưng ở trên này thì vẫn đỏ đồi luôn là như thế các bạn nhé. Thế thì cảm ơn các bạn và mời các bạn ăn vải thiều quê mình luôn. Vải thiều cực ngon, cực sạch, cực thơm và cực đã luôn nhé. Và mình cũng xin kết thúc video tại đây. Chúc các bạn các anh chị sức khỏe, tràn đầy niềm vui. Chúc bà con nông dân vùng cao mình thì thu hoạch trọn vẹn vụ vải và bán được giá các bạn nhé. Cũng xin cảm ơn và xin chào gặp lại các bạn ở trong các video tiếp clip tiếp theo. Đấy, lên trên thăm vườn và gia đình chị Huyền đã gọi kỷ niệm mình một bó vải rất là tươi luôn đấy. Các bạn thấy tuyệt vời không? Xin cảm ơn chị và xin cảm ơn gia đình nhé. Đấy, tình cảm của bà con vùng cao trên mình là thế các bạn ạ. Đấy, dù rằng là mình mới đến vườn, đến tất cả nhà cũng thế thôi. Đều tình cảm rất là chân tình và rất là tuyệt vời luôn. Cảm ơn chị. Một bó vải rất là tuyệt vời.